cảm ơn các bạn đã click vào xem video của Ngân ha. Thì đầu clip Ngân giới thiệu cho các bạn vị trí cửa hàng Ngân là nằm ở khu phố Phú Nghị, Hòa Lợi, Bến Cát, Bình Dương. Còn số điện thoại của Ngân là 0937753598. Tới với cửa hàng liên hệ với Ngân trước thì sẽ được giảm 1 triệu liên hệ xăng xe cho các bạn ha. Có thể giảm thêm 500 ngàn cho các bạn nếu mà ở xa một chút, ở xa nhiều hơn ha. Thì hôm nay clip này là Ngân sẽ cho các bạn xem về cái bản mà AD155 về giá của nó đầu tháng 9 ha. Đầu tháng 10 này ha, thì con này gọi là cái họa tiết kiểu này là kiểu như là gọi là quốc dân bên Ngân rồi, nó chỉ làm những cái bản họa tiết như vậy thôi. Thì bản này là bản vàng đen, với lại là giúp Ngân là những cái màu sơn 3D như này thì bên Ngân sẽ hỗ trợ cho các bạn bảo hành nước sơn 1 năm nha. Đó, thì cái nếu mà có bị bong tróc hay là có bị nổ nước sơn, các bạn cứ mang xe ra cửa hàng giúp Ngân thì Ngân sẽ hỗ trợ về cái phần đó là hoàn toàn miễn phí ha. Thì con này bên Ngân hiện tại là đang hạ bánh mâm cho em nó nè. Đó, mâm này là mâm đổ giúp Ngân nha. Ngân có như là chống đổ trước, chống đổ sau là bên Ngân sẽ thường đổ cho em nó nhiều ha. Đó, bên này Ngân sẽ có ba ga nè, với lại tay thắng nè, bao tay cho các bạn ha. Ở phía dưới nó sẽ có cái đồ gác chân á. Gác chân bên Ngân là gọi là cái này là gác chân zin của em nó là không phải đâu nha. Những cái phần phụ kiện này liên hệ với Ngân trước sẽ được giảm từ 30-70% cho các bạn luôn. Giá em nó là nằm hiện tại là 46.500.000 cho các bản khóa thông minh nha. Còn cái bản khóa chìa Ngân cũng sẽ có màu đó luôn, nhưng mà nó nằm tầm 44.500.000 thôi nha. Bên này Ngân cho các bạn xem những cái màu sơn 3D hiện tại của em nó. Sẽ có màu xanh tím titan nè, cái này gọi là màu là galaxy cũng được luôn ha. Nè, bên này là xanh đen nè ha. Còn cái màu bạc vàng này là bán quá chạy rồi ha. Cái màu này là bán rất là chạy luôn nè. Xám, gọi là xám vàng hoặc là bạc vàng á. Bên đây Ngân có mẫu 150 sẵn cho các bạn xem luôn. Đó, cái bản này hiện tại là 42.000.000 thôi nha. Thì Ngân nghe nói là sắp qua mẫu rồi đó, nên là bạn nào thích á thì cứ liên hệ Ngân thì mang xe về trước đi ha. Tại vì hiện tại là nghe nói là sắp bỏ mẫu ha. Đó, bên đây là Ngân có như là màu xanh xi măng, xám xi măng nè. Dòng ra phía sau này Ngân có màu này gọi là màu đỏ candy á. Mà bên này cũng gọi là màu quốc dân của em nó rồi ha. Đó, lên những cái phụ kiện như là tay thắng cho em nó rất là bắt sáng con xe của mình luôn. Màu xanh nè, màu xanh này gọi là xanh đậm hơn xíu, rất là đẹp ha. Nè, còn này là xanh gọi là xanh cớm. Đó, thì những cái dòng này các bạn trả cho chúng Ngân tầm 5-6 triệu thôi, có thể lên hồ sơ mang xe về cho các bạn ha. Hoặc là nếu các bạn có mà nhiều hơn á, trả trên 40% cho Ngân đi, Ngân sẽ hỗ trợ làm gói cà phê gốc cho các bạn luôn, sẽ được làm gói lãi suất thấp nhất luôn ha. Nếu mà có bằng lái xe hoặc là sổ hộ khẩu hoặc là có bảo hiểm y tế của công ty thì cứ mang theo giúp Ngân luôn, vì nhiều giấy tờ sẽ là lợi thế hơn cho các bạn ha. Còn số điện thoại của Ngân là 0937753598. Tới với cửa hàng liên hệ với Ngân trước đi, được giảm 1 triệu tới 1.5 triệu liên hệ sang xe nha. Cảm ơn các bạn ạ.